Thành Trung, Diệu Nhi. Xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Tuần qua anh tự soi xét lại mình trong thời gian làm việc với em. Anh có cảm giác như là anh hơi khắt khe với em. Bởi vì anh nghĩ rằng đôi khi con người ta muốn tiến bộ phải có môi trường áp lực. Nhưng ở đâu đó có thể một người muốn tiến bộ thì họ cần một sự yêu thương và động viên. Và điều này có vẻ như anh còn thiếu với em trong thời gian qua, phải không? Ôi, sao anh em? Ơi, anh có ăn trúng cái gì không mà sao con người anh nó trở nên khác hẳn vậy? Anh ăn trúng sự yêu thương. Đúng rồi, nãy giờ những gì anh nói rất đúng. Vậy thì hôm nay anh sẽ thay đổi cách tiếp cận với em trong công việc. Đó là yêu thương và yêu thương. Có được không? Dạ được. Vậy thì làm thế nào để em tin rằng một người yêu thương mình? Em nghĩ là người đó phải làm những cái gì có lợi cho em. À đúng, em đúng bản chất của mình rồi đấy. Và thưa quý vị, đối với một người phụ nữ muốn làm lợi cho họ thì việc lợi đầu tiên đó chính là hãy làm lợi đường ruột của họ. Bởi vì ai cũng vậy thôi, đều rất thích những món ăn ngon. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang quý vị cũng như Diệu Nhi tới với chủ đề của chương trình được mang tên đó chính là đầu bếp. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai người chơi rất đặc biệt, đó là một cặp vợ chồng. Và xin được giới thiệu cặp vợ chồng của nữ ca sĩ Thu Thủy và Kim Nguyễn. Xin mời. Hai vợ chồng hãy chào quý vị khán giả. Lời đầu tiên thì cho Thu Thủy xin gửi lời chào hai MC rất là thân của Thu Thủy cũng như là chương trình Giác quan thứ 6. Lời chào thân thứ nhất, còn ông xã. Kim Nguyễn xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các vị khán giả xem chương trình ạ. Kim Nguyễn, ở nhà thì hai vợ chồng ai sẽ là người đưa ra những quyết định cuối cùng trước một sự việc nào đó trong cuộc sống? Cả hai cùng bàn bạc rồi cùng đưa ra ý kiến cuối cùng. Em, bởi vì ngày hôm nay là chủ đề của mình là về ẩm thực. Em không biết là món ruột của chị Thủy ở nhà nấu mà anh thích nhất là món gì ạ? Món ruột của chị nấu mà anh thích nhất là nấu cơm với tôm rim. Em cũng có vẻ dễ nuôi đấy nhỉ. Em chỉ nấu món ăn gia đình thôi. Hôm nay sẽ là cặp người chơi vượt qua những thử thách của chương trình dễ thôi. Yeah. Bởi vì chủ đề của chúng ta là đầu bếp liên quan tới những món ăn. Yeah. Một người có trực giác tốt lại thường xuyên vào bếp, một người lại biết thưởng thức như chồng của em nữa. Thì anh mong hai vợ chồng sẽ mang thật nhiều tiền thưởng khi ra về, khi kết thúc chương trình. Còn bây giờ thì xin mời hai vợ chồng hãy về vị trí. Yeah.